Nhiều môn thế. Mẹ cứ cầm mày quay cho nó y làm môn bồ vào tay. Đéo quay nữa là mua quá. Đã ăn hà. Mẹ. Đây là đường đi rất là trơn. Mưa. Bụi. Nhiều muỗi vắt. Chặn ăn hàng chứ. Ăn quá rồi. Đang dãy tả tơi. Đây ăn hàng ở đây nhá. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Bố Khánh Linh.